sao dân Việt Nam đói dân phải tháo chạy về quê vậy Duy Nguyễn ai biết đâu người ta chạy về quê người ta cũng chạy nằm trong lãnh thổ Việt Nam thôi chứ có cái quân nào ngày xưa mới có đói không đói đó đu mẹ đâu đó chết queo đó mày hỏi tao gì tao trả lời được hiểu không người ta có quê hương người ta về tao đó là gì quê hương như chậm khế ngọt đúng không để cho con chèo hái mỗi ngày quê hương mấy ai không hiểu sẽ không lớn nổi thành người vậy thôi không có, có quê không gì cay hết đó ừ, có quê tao về quê à, mốt sài gòn bình yên là trở lại tao vô lại sài gòn vậy thôi chứ còn có con khứa kia đu một chiều à, có những cái thứ nó đu một chiều nó, nó nó, đã đu rồi nó không bao giờ nó được khứ hồi ủa sao anh không chịu khó nhìn nhận rằng họ quá khổ ở ừ, tao đâu nói họ sướng đâu đúng không mà hàng vũ lê này mắc cười tao đâu có nói là họ sướng đúng không làm công nhân thì đương nhiên là khổ rồi chuyện đó bình thường giống như bên mỹ và móc cống cũng khổ thôi vậy thôi bây giờ bây, giờ mày cái cái quan điểm của mày nhìn thấy người khổ mày làm gì mày có cho tiền họ không hay mày có giúp đỡ họ không không giúp đỡ thì câm mẹ cái mỏ đi chứ tại sao mày lấy những người khổ ra để mày làm bình phong đúng không để mày làm bình phong mà vô diễn đàn tao mày khỉa ủa lại để làm gì còn bây giờ nếu mày gặp thấy người nào khổ mày chắc ẩn mày cho 10 ngàn tao cho hai chục vậy thôi qua điểm tao nói một lần cho mãi mãi chơi sinh nguyễn quay lại nè mấy em người ta khổ sở mới phải bỏ nước mấy ông cứ so sánh như vậy thì mày cũng biết rồi người ta khổ sở mới bỏ nước thì bây giờ đừng có láo đúng không, đúng không? nhưng mà mày phải thừa nhận với tao như vậy nè khổ sở thấy mẹ mới bỏ nước ra đi mà tối ngày lên mạng bố láo dạy khôn chính phủ dạy khôn chính quyền mà đi cà khịa người yêu nước thì ai mà chịu được ba mày có chấp mày có đồng ý với tao là họ sai không đó tao đồng ý với mày cái chữ khổ quá họ mới bỏ nước đi đó tao không bao giờ tao nói là sướng bỏ nước đi không có khổ thấy mẹ luôn mới bỏ nước đi tao rất là đồng cảm cho cái những những cái hoàn cảnh đó nhưng mà tao không chấp nhận á đó. đó mình đã khổ đúng không mình đã không tồn tại được ở Việt Nam đó là tức là mình đã thua những người Việt Nam ở lại rồi mà tối ngày không phải đi, đi, dạy khôn chính phủ về chơi chống dịch Covid đúng không đi dạy khôn người yêu nước về cách sống hiểu không đó, cái đó là cái tầm bậy rồi chơi xanh Nguyễn quan điểm của em sao em nói cho rõ đi rồi anh anh đàm đạo với em cái bế sao quan điểm của em về câu đói câu đó nói rồi nói rồi tao chưa nghe còn người việt ở hải ngoại nói về đất nước là muốn cho nhân dân quốc nội sống đỡ cực hơn còn nghe cái nào thì quyền của người trong nước à, không đại diện cho 96 sáu triệu người ok vậy, ok được rồi nếu mà nói vậy ok đúng không nè nếu mà mày nói vậy thì anh nói vậy đó ví dụ như mày ở hải ngoại mày nói có cất, cất, tiếng nói đúng không để cho gì người dân đỡ khổ hơn đúng không thì như vậy thì anh hùng trọc chửi thì mày phải nghe đó đối với tao là chỉ là vấn đề giữa người a với người b vấn đề ngôn luận đúng không đó anh 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 hùng trọc chửi thì mày phải nghe còn cái cuộc đời này tao chưa nghe tao chưa ai nghe nói mà tốt hết tao thấy làm nó mới tốt thôi chứ tao chưa thấy nói là tốt đó mà còn thêm một cái chính danh nữa đúng không đúng không mình mình học lớp 7 sao mình nói được cái đó là cái đó là bắt buộc rồi người ta chỉ có là trình độ cao người ta thành công trong cuộc sống người ta cầm cái đồng tiền ok có đồng tiền rồi đó là chân lý mình đúng mình nói mình người ta mới nghe còn đằng này mình ăn quê phê chết mẹ ở cái nhà trả góp chưa trả xong nữa con vợ nó lôi đậu tán bóp bóp đậu thằng chồng lên mạng bình thiên hạ ủa nói gì sao nghe ba đúng không nên cái vấn đề đó đó thì mày nói vậy thì tao cũng không có đau mày làm gì hết nhưng mà tao chỉ bổ sung cho mày thêm cái góc nhìn và cái quan điểm thôi đó nô no mến này thì no thóp kinh thì thôi à mà thấy ông phạm nhật Vượng ông có nói nhiều không nó ông lo làm không thì ổng mới là tỷ phú chứ ông lên mạng mà ông nói những thằng lớp 7 thì chắc giờ ông là ông học lớp 6 rồi nó nhưng mà khổ con cái các bạn chính phủ nước ngoài á người ta kiếm là kiếm ông dượng không à chứ không có kiếm thằng livestream như tôi nhưng mà ngoài cái livestream ra tôi còn là doanh nghiệp nên mấy đối tác doanh nghiệp bên mỹ nó mới kiếm tôi đó nên nói tóm lại tôi vẫn là hàng độc à, lớp lớp 7 góp ý cho tụi lớp 6 đỡ cực hơn mà tụi lớp 6 này giờ đang đang đi ngủ đúng không cha mẹ cho bú sữa đi học cực chỗ nào mày <laughs> mà lớp 6 lo đi học đi chứ cực gì mày làm như lớp 6 phải đi ăn trộm gà rồi đó cực trời ơi mày làm như lớp 6 phải nghiện ma túy giỡn hoài chứ xanh Nguyễn nói về Việt Nam sắp bị toan chết hết cả nước nghe đi anh Duy mày nói đi ông nghe câu này là biết mấy thằng phản động rồi Ủa nghĩ Việt Nam toàn chết cả nước đồ nghe ghê mày à, Giờ thấy Cộng sản toàn gọp dân Việt Nam với xã hội chủ nghĩa Thì tao mấy thằng phản động cũng có khác gì đâu Mấy thằng phản động cũng vậy thôi à Toàn gọp phản động là dân Việt Nam ở đâu ra Trời ơi trời Còn bây giờ đất nước theo định hướng sao chủ nghĩa Thì toàn dân theo định hướng sao chủ nghĩa Vậy thôi Con không chịu thể hiện quan điểm đi ừ, tôi không thích, tôi không thích này tôi thích kia không thích kia mời đi Vậy thôi chứ giờ sao Mẹ trẻ trẻ trâu sinh sau đẻ muộn mà đặt đòi hỏi vô lý đòi hỏi có lý thì ok, đòi hỏi vô lý mệt mấy ông quá, mấy phản động mà đi dân vận dở ẹc giờ bây vô 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 diễn đàn tôi thải pháo làm gì à, khổ quá à. rất nhiều người nước ngoài muốn có quốc tịch Việt Nam không được anh Di có nghĩ quốc tịch Việt Nam là quốc tịch khó lấy nhất trên thế giới không? Không anh cũng quan tâm đây, em ơi, mà anh cũng mong muốn thôi đừng vô quốc tịch Việt Nam làm gì ba Việt Nam đông dân muốn chết rồi vô chi nữa trời thủ tướng thủ tướng Malaysia từ chức rồi anh bị covid quá mất lòng tin với nhân dân nói chung chính trị cô chính trị của Malaysia trong những những năm gần đây nó bất ổn lắm em cái gì mày nói chuyện Việt Nam đi mày đưa tao 10 triệu thì mày đưa tao 10 triệu thì mày mới có quyền yêu cậu còn mày có chùa thì mày ngồi đó mày chịu đựng mày nín vậy thôi tự nhiên vô kêu mày nói chuyện Việt Nam đi ô vậy trưởng có tiền không bây giờ sống trên đời này có tiền mới làm phiền được thiên hạ đó bây giờ bạn muốn mình nói chuyện Việt Nam mà đưa mình 10 triệu đó bảo đảm nói đi anh nghĩ sao về những loại vaccine ở Việt Nam ui không nghĩ sao trăng khí khô vậy mày ơi bộ y tế việt nam việt đắp đắp who cho phép thì cứ thế phật thôi vậy thôi chứ nghĩ nghĩ khí khô làm tao bác sĩ à gì chán ba mẹ em quá anh duy cứ nghĩ xấu nhà nước giờ chỉ cần gia đình em nhận được hỗ trợ là ba mẹ em hết dám nghĩ xấu thì gia đình của mày có nằm trong diện hỗ trợ thì em lên phường em đăng ký em lên phường đăng ký thôi chứ có gì đâu nhiều khi phường sót tên em chuyện đơn giản thôi mà ủa sao mày nói gia đình mày cần nhận sự hỗ trợ tôi thấy mày bự vậy má à, nhìn tướng bự con mày em tiêm sale hai ngày rồi mà không thấy cảm giác gì hết không biết có tác dụng không hay do đề kháng em tốt mấy con bồ anh hồi sáng nay nó cũng tiêm sale nó cũng có cảm giác gì hết em anh hỏi nó sốt chưa cái nó nói là nó chưa sốt mà nó mua sẵn thuốc dự trữ đồ nhiều lắm à, cái chuyện đó thì mấy em cứ theo dõi đi có người bị ngưỡng bị sao biết được sao chị hằng không mua vaccine trung quốc nhỉ giờ có loại nào cũng tiêm dạ ông nội vaccine tư nhân mua chưa được mày ơi mày biết VNV à, gì VMVC là gì không biết này không mày hả ở đó bây giờ tôi nói bạn nghe này bây giờ vaccine chỉ có chính phủ mới mua được thôi nó hoặc là chính phủ phải bảo lãnh chính phủ phải bảo đảm kiểu gì đó chứ tư nhân sao mua mua được ông nội này mua lâu rồi ông nội này là chích ngừa cái gì cũng có hết chích chó cắn hay chích sởi chích lăng ben chích tờ lưa luôn hiểu không quá trời luôn nè đó. nhưng mà chưa có, có 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 nhập vaccine được để mà chích dịch vụ đó ông thần trời ơi trời ơi, vô đây hỏi mà tối ngày mày tối ngày em cứ khịa chị hằng không mà em thấy không? mấy thằng phản động em khịa chị hằng làm gì em em khịa chị hằng là mồ em xanh cỏ đó chứ không phải giỡn đâu em khịa nó phải có kiến thức chứ mà bây giờ em nghĩ có mấy thằng phản động nó có kiến thức không hả mấy ăn ti chị hằng đi phát ra toàn là ở nhà trọ ở nhà mướn bán bánh bao bánh mì hủ tiếu gì đó chị hằng nói đó thì tại sao em phải nghe theo những người như vậy đúng không ta nói là ngu tầm ngu mà mã tầm mã mà phản động tầm nhau trời nó bỏ tối theo sáng đi em trai giỡn hoài mua được là ông nội này mua lâu rồi ông này ông mua mà ông đi chích dịch vụ là là bao phê đó đúng không mà chưa được đó cái ông này là giờ là, là, là doanh nghiệp gì mà, mà mình cũng không có rõ nữa nhưng mà nó nó đại lộ là trùm cuối của vaccine mấy bạn mà đi chích vaccine là bạn đi liên hệ mấy ông này chích ghê lắm nó có bản giá rồi này nó hết nữa không nè đồ, bạch hầu nè rồi cái gì bạch hầu ho gà uống dáng bại liệt đó, nó có gói hết rồi lao rồi phế cầu rồi rota virus rồi viêm gan b người lớn ủa nào có chích này không ta đó, viêm gan b trẻ em đồ có nhiều lắm mà chưa có covid thôi cái ông này mà nhập được về mà chích covid là chích dịch vụ đó thí dụ như hôm qua tôi nói bằng rồi đó thí dụ như dần một mũi lụi vô 500 trăm nó sẽ móc xỉa thôi cứ, cứ đặt lịch xong người ta hẹn tới phát một cho vô phòng vip mở mới lạnh đồ tán hưu tán vượng về câu xong bôi thuốc đo huyết áp đo đồng độ oxy đo... rồi rồi, 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 chích. rồi, về cái đó gọi là chích dịch vụ à, vì gì sinopharm cho không thèm tiêm kệ mày đâu ai năn nỉ mày tiêm đâu không mấy cái này nói chuyện nghe sao mắc cười ghê ta tự nhiên mà nói sinopharm cho không thèm tiêm đâu ai năn nỉ mày tiêm đâu thì mày đừng có tiêm đâu có sao đâu trời có vậy thông lên mạng nói cho được nữa bây giờ mày mày lập ra cái bay coi mày là mày mày lập ra cái bay mà gì ví dụ, dụ như ví dụ như không tiêm vaccine sinopharm có được nhiêu like chứ tao thấy hôm nay á, là cái bay mà đi tiêm Sinopharm mà là mấy trăm ngàn like rồi đó like thiệt chứ không phải là dạo nha ba tất cả những hệ thống nội chung cư thành phố Hồ Chí Minh này nọ qua qua đây mấy bữa thấy là 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 là, 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 là tiêm Sinopharm rồi đó mà báo đăng đó là ngày hôm qua là ngày hôm qua là 200 ngàn liều hôm nay hôm nay thì chưa thấy đăng chắc ngày mai đăng nữa Sinopharm giá là nhiêu vậy sếp ai biết báo đăng thấy đơn liều chính đô đó không biết đúng không nữa à, video sale kiểu gì chả có tác dụng phụ không đến trong nay mai nhưng sẽ đến tương lai khi ảnh hưởng đến đời con cháu nữa thì mày nói gì cũng được thì mày đừng có tìm đúng không thì mày đừng có tìm còn nếu mày mày, mày, mày nói mà mày không cần chứng cứ đó mày nói mà mày không cần à, tài liệu thì không cần phải phản biện nếu mà nói vậy tao nói vaccine thế giới vaccine nào nó cũng vậy hết thì sao mày cãi con khỉ khô gì ngu thế mẹ luôn mày đặt nó nói chuyện vaccine mày đặt cãi vaccine bây giờ nó tóm lại đơn giản này mày cảm thấy không không ok thì mày đừng chết vậy thôi có vậy thôi mà tự nhiên hôm nay nó lên mạng nó tuyên truyền hoài trời mày làm một lần thôi thì đó là quan điểm đúng không còn mày làm nhiều lần thôi đó là kích động thì chống phá lên phường uống trà thấy mẹ vậy nha con thằng này nó ăn rồi nó gãnh lắm nó lên mạng nó ăn ti vaccine không à chứ nó không có làm gì nó kiếm sống hết đó à, gì uh, vnvc mua được vaccine nha anh duy mua được mà có chích được chưa vấn đề giờ chính phủ người ta đang quản lý cái đó à, vaccine có tác dụng phụ không đang nói tất cả không riêng gì covid vaccine nó có tác dụng phụ thì kệ mẹ nó cái điều quan trọng nhất á, là nó lo được tác dụng chính thì là ok rồi hợp lý không các bạn tại sao đang đang hồ chí minh cách ly mà dịch vẫn tăng vậy anh cái này để dịch nó qua đi rồi người ta sẽ làm thống kê người ta báo cáo em ơi chứ mày hỏi tao trong hoàn cảnh là sao tao biết được ủa tình hình covid bên ấn độ giờ nó ok chưa mấy em Hả, hôm nay em thấy nó luôn á mày đọc số tài khoản đi tao chuyển 400 triệu rồi mày tiêm vaccine trung quốc nha số tài khoản nè giờ không bốn bốn một sáu hai năm tám ba những ngân hàng bị công băng đó 044 100 à, 044 100 000 30 á 625 803 không chỉ làm con chó nha đó 400 triệu chỉ vô đây mày ngày mai đăng ký liền luôn đủ chơi kèo này và chấn động Nam châu luôn chuyển địa cầu nè cho mày 10 phút nha nó không gom được 400 triệu chuyển là 3 triệu cho con chết cha giờ còn 300 à sao thì 300 chuyển 300 đi rồi tao cho mày nợ thêm một ngày ngày mai gom thêm trăm nữa chuyển vậy thôi nó bầu trời phản động đó giờ còn 300 chuyển chuyển suốt 300 triệu đi đó rồi ngày mai còn ngày mai gom tiếp 100 triệu nữa chuyển người mình vô kẹo à Di Nguyễn tiêm vaccine gì ủa tao tiêm vaccine như tao đâu cần phải báo cáo với mày đúng không hợp lý không ủa mình tiêm gì cậy mình bạn tiêm gì cũng kệ bạn tôi đâu hỏi đâu ủa, bắt cười ghê á mấy bạn này sao sống tôi lạ quá mấy bạn tôi không hiểu nổi nha mấy bạn cảm thấy bạn khôi hài không ủa tôi chưa bây giờ tôi hỏi các bạn tiêm vaccine gì ngay cả mấy nhân viên tôi mấy anh em tôi nó nó tìm rồi nó báo nó tìm rồi tôi cũng trả thèm hỏi nó mày tìm gì tìm gì đó chuyện của bạn ok mình cũng có nhu cầu cần phải biết à cái thằng này nãy em trả lời đúng không mày sợ chết rồi tiền ai xài thì cũng đúng đương nhiên tao có tiền thì đương nhiên tao phải sợ chết tiền ai xài chứ sao mày trời à ơi thằng này ngộ ghê á phản động bây giờ nói chuyện mông lung trong lời nói luôn kìa các bạn trời ơi mày sợ chết rồi tiền ai xài đúng luôn ông bây giờ tiền nhiều quá mà mình chết rồi tiền ai xài nhà cửa ai ở đúng không bồ bịch ai lo được không mày trời ơi vận động vận động này nó còn anh con này không biết nên 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 gọi là nên 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 nên, nên, nên thương nó nên ghét nó các bạn mấy này nói chuyện mắc cười ghê giống như giờ mình sống đời lên mạng phải làm phật à, dịch này chuỗi đại lý bbt đói di nguyễn livestream để cứu đói thôi trời ơi nếu mà nói về nghèo thì có thể có chứ mẹ nói nếu mà nói về đói á súp tao qua tao đổ vô nhà mày chết lục luôn á chứ đó mà đói ơi, trời ơi trời trần sang ơi em khịa mà cũng ngu nó sai con chữ bị anh bẻ kèo hợp lý không mấy bạn nó mấy đại lý đâu lên đam nó mới đại lý nó nói đói kìa ông có súp tao nói thiệt có súp giọng cho mày nữa hủ thôi là mày chết tại chỗ luôn á đó, chứ đói mấy trời, con công ty người ta trùm cuối về thực phẩm nó nói mình đói ôi vải trạng vải trạng khi nào anh Duy đi gọi vốn như anh Long vậy anh Duy sẽ đi gọi vốn khi nào anh Duy hết vốn đó câu thứ nhất câu thứ hai để quy động một triệu đô anh không cần phải xử lý rườm rà như thế câu thứ ba trong làm ăn anh không thích nằm ở cái kèo dưới mà nó xa quá rồi ba câu trong làm ăn mà cái kèo mà nó niễn quá là anh không chơi cái thứ nhất thà nghỉ ngủ ở nhà khỏe thấy không còn cái kèo á, mà quy động vốn dưới 1 triệu đô á, thì đối với anh hoàn cảnh này á, anh không cần phải xử lý cho rùm rà phức tạp đó chừng nào năm bảy triệu đô hay là gì đó thì lớn lớn, lớn đó tính sao đó rồi còn gì nó ta à, chừng nào hết vốn thì đi gọi đúng rồi hết vốn thì đi gọi mà những cách gọi truyền thống của mình á mà nó không ăn thua nha thì mình sẽ chuyển qua gọi vốn kiểu đó sẵn tiện có chị ăn nhiên em hỏi chị một câu chị trả lời thật lòng nha coi chị em mình chơi nhau có được không nha thí dụ giờ à... thôi chị An Nhiên ơi rút cho em mượn trăm ngàn đô đi giờ dịch vã quá rút cho em mượn trăm 000 đô chị An Nhiên trả lời liền đi họ không được cũng sao hết chị không thoải mái cái này là quyết định của chị nha chứ em em thấy chị còn em đây em nhân tiệm hỏi chị chơi vậy đó thôi giờ dịch vã quá nói chung mà ch chị, cho em mượn trăm 000 đô đi cuối năm trả rồi chị An Nhiên trả lời được ngay đó thấy không anh sắp tăng trăm ngàn đô nhẹ nhàng đâu cần phức, phức, phức tạp rườm rà đâu làm chi khổ vậy Ờ, anh vậy đó thẳng luôn ờ, giờ anh, anh 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 đi quy động vốn bao nhiêu trăm ngàn đô của năm trả được thì được thì nó được được thôi đi ra vậy thôi kiếm người khác anh nọ tập anh làm ăn làm nhanh lẹ rồi đó mấy em trăm ngàn hai tỷ ba chứ <laughs> nhiêu anh nói thiệt với mấy em á biết nhiều ít gì chứ nó anh mượn trăm hai trăm ngàn này nọ anh mượn mỏ không em nói thiệt nhiều khi em thấy cuộc đời anh cũng may mắn có những người bạn người ta cũng tốt với em nhiều khi anh mượn ba hai ba trăm ngàn anh mượn mỏ không à anh không có tờ giấy lộng lưng nữa thầy luôn á không có tờ giấy động lưng nữa nhiều khi mình trả tiền cho nó mình cũng ghi sổ nữa thầy luôn á nhiều khi mình chơi vậy đó, không biết tụi em nghĩ sao chứ anh thấy nó, bình thường à ví dụ giờ à, mình mượn bạn à, 6 tỷ thì mình trả trăm lần 500 300 400 tỷ hay ba tỷ gì đó thì ví dụ như mình nhớ lộn quá thì bạn nhớ lại giùm mình còn hai đứa mình không đứa nào ghi sổ thôi lấy sau kê hàng ra coi với làm gì đâu cắn 200 200k cũng ok thôi em ví dụ 100k đó chị em ví dụ 100k thôi để em, em trả lời cho mấy bạn ở đây á là Duy Nguyễn quy động vốn á, mà dưới 1 triệu đô á thì không có cần phải rườm rà không có cần phải nặng nề không có cần phải dòng tùm lum tùm la nó mệt quá mấy tối ngày cứ đi quy, kêu quy động vốn hoài Đúng không chán tụi mày quá à, Duy mượn nữ thì mình tin mượn nam không tin đâu nhé cận khỉ khô gì mày tin Đúng không mày có tin hay không tin đó chị của mày Đúng không? Đồng tiền tao cầm, danh dự tao nắm đúng không mày lại gì trong cuộc đời của tao mà thể hiện chữ tin theo tin ở đây à, quy động vốn có hai mục đích ba công ty đang chào góp cộng vốn người làm ăn có một trong hai cần gì gọi vốn giờ ví dụ như em nói vậy rồi lỡ mà quy động vốn mà thua thì sao quy động vốn mà thua là đó Bia được công ty đúng không nó mà cũng không mà quy động vốn mà thua là thứ nhất không ra được công ty thứ hai mất thời gian vô ích và thứ ba cũng chả có vốn luôn nên các bạn cứ tính cho nó 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 nó, 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 nó thận trọng suy nghĩ nha anh anh duy có định ngồi một ghế trong sắc tăng không anh thôi anh nhỏ xíu và ngồi làm gì mày ơi nhà anh bao việc nha anh không anh không có cái mộng hoài bảo đó lớn nó lớn vậy đâu em anh nhỏ nhỏ thôi làm ông chủ nhỏ được rồi làm ông chủ nhỏ rồi này nọ rảnh ra thì lên thông não với bạn trẻ góp uh, sức cho dân cho nước rồi nếu mà dư giả thời gian nữa đi du lịch mỹ đế chơi em không mỹ đế nha chứ không phải đi mỹ Hào à đó làm ăn này nọ kia điều hành công ty đồ vậy thôi sao Will ít vậy Duy thấy thương quá bao giờ mới có được một triệu sub đây nói chung triệu sub thì có thể tao cần hoặc tao không cần hiểu không nhưng mà triệu đô tao có dư đó cái thằng không có triệu đô nó mới cần triệu sub còn cái thằng mà nó có triệu đô rồi á thì nó không cần triệu sub làm mấy cô khỉ khô gì cả hiểu chưa mẹ nghèo bị đặt khỉa giám đốc mình mình thích sự hiểu biết và hài hước của Duy Nguyễn nhưng công ty của bạn chỉ nhập hàng ngoại góp phần làm tăng nhật siêu thất thoát ngoại tệ như vậy đâu phải là yêu nước như câu bạn nói thôi ông nói chuyện nghe cực đoan bỏ mẹ luôn không có tôi nâng tầm thương mại việt mỹ đi mỹ đó nó gõ việt nam nó lóc đau việt nam nó cấm vận kinh tế rồi bố ở đó đâu có người xuất thì phải có người nhập bây giờ ông nói chuyện thì có cái đầu ông cái đầu ông thì chỉ làm chỉ, chỉ xứng đáng làm lính cho tôi thôi bây giờ là tôi nhập hàng mỹ đế đúng không tôi nhập hàng thực phẩm bổ sung sức khỏe để làm chi để ăn vô uống vô mấy ông khỏe mạnh mấy ông khỏe mạnh là từ đó mấy ông lao động được nhiều hơn cái đó người ta gọi là nguyên liệu ông ơi không hiểu cái gì trên hết á mà cái này gọi là nguyên liệu cao cấp tôi nói với ông phục chưa bao giờ cán cân thương mại nó phải phe hết đất nước nó mới phát triển được ngoại giao nó mới dễ nói chuyện chứ còn bây giờ ông cấm động sức cổ qua nhà nước người ta không ông không có nhập về ông sống vậy sống được chuyện nào ông không thấy thằng mỹ nó quýnh trung quốc cái tội mà sản xuất siêu hoài đó hả trời đất ơi cái này là tôi là tôi góp phần nâng cao cán cân thương mại góp phần nâng cao quan hệ việt mỹ nữa đó và xong rồi tôi nhập nguyên liệu xỉn về đúng không để cho mấy bạn gamer mơ tập tạ uống vô mấy bạn khỏe mạnh đẹp trai để từ đó mấy bạn lao động được nhiều tiền hơn lao động nó tạo ra giá trị nhiều hơn cái đó là nguồn nguyên liệu tinh túy trời ơi trời ơi không có học kinh tế vô comment thấy mệt quá à. đúng không các bạn chán thằng này chả ông nói chứ còn một một bây giờ một quốc gia không nhập khẩu nó phát triển cái kiểu gì không cách nào phát triển được gì xem căn hộ bên hao 60 triệu 60 triệu New York đô là gì 60 triệu New York đô ở bên kinh Thái Công không di mỏm mua được mấy cái tứ trụ hả mỏm ếch thì 60 triệu đô 70 triệu đô thì kệ mẹ nó mày bỏ tiền ra mày mua đi đủ liên quan gì tới tao đâu đúng không cái thằng hưng tiếng này comment ngu thấy mẹ luôn phản động vừa nghèo vừa dốt vô thả pháo kìa mấy em tự ừ, nhiên nó hỏi mình xem căn căn hộ bên hao 60 triệu đô bên New York bên kinh thái công không di mỏm đồ xong rồi mua được mấy cái ừ, tao đâu cần mua mày mua được đi mày khè tao đúng không bây giờ mày cầm qua mày mua cái cột đi rồi xong mày phép quay qua mà nói anh Di Nguyễn à anh Di Nguyễn ơi em mua được cái cột nè anh có cái nổi với em không ít cho nó phải như vậy trời ơi trời ơi má ơi má phản động chương này chừng nào phụt quốc ơi khùng khùng sao thôi đó là mấy bạn nhận định coi mình chỉ nói bạn hưng tiếng thôi nha bạn thấy cái comment của bạn hưng tiếng này nó có bình thường không mấy bạn bình thường phải được với đoạn ít ra khi nào mày mua được cái toilet nhà nó thì mày quay ra mày chụp hình mày khè tao lúc đó mày càng cửa với anh nè em mua được cái toilet kêu, ben Howe bên mỹ 60 60 triệu đô này dương nguyễn mỏm mày mua được cái gì ok chơi tao chơi lại mày tao chơi tao chơi lại mày tao thua mày tao nói tao thua thế thôi, thôi.